Hello, xin chào tất cả em quay trở lại với channel của Phong DIY. Và hôm nay thì em sẽ dành riêng một cái video để hướng dẫn mọi người lắp cái bộ combo phun xương cho bơm đơn và bơm đôi, đầy đủ cả phần điện và phần nối ống cũng như là các cái linh kiện ở trên đây luôn. Về combo hay các linh kiện thì bên em đều có bán theo bộ hoặc là bán lẻ. Tất cả các sản phẩm có trên đây như là bơm đơn, bơm đôi, nguồn nhỏ, nguồn lớn, van điện từ lớn, van điện từ nhỏ. Không? À, đầu bét, đế bét, lọc, đây là lọc đầu nguồn và ống. Ống thì sẽ có hai loại là ống thường và ống tốt. Ống tốt thì sẽ là loại ống của Hàn Quốc và chống gập luôn, chịu áp luôn ha. À, điều tốc để điều khiển tốc độ của động cơ và mạch hẹn giờ qua wifi. Cái này anh em có thể tắt cơ hoặc là hẹn giờ trên điện thoại để tắt mở cái mạch máy bơm ở bất kỳ đâu, chỉ cần có sóng 3G, 4G và wifi là mình sẽ dùng được. Về linh kiện và phụ kiện thì khi anh em mua về thì nó đã đầy đủ như thế này rồi, hoặc là ở bên mình có bán rời hoặc là bán theo combo luôn nha, xin nhắc lại. Còn về phụ kiện thì anh em chỉ cần chuẩn bị thêm cho mình một cái tu vít, một cái kìm để tút chế điện và kéo để cắt ống, như vậy thôi. Ba cái phụ kiện này là đủ để lắp cái combo này rồi. Ngoài cái chức năng phun xương ở đây là bơm phun xương thì anh em có thể là sử dụng cái bơm đôi và bơm đơn này để sử dụng như một chiếc máy xịt rửa đấy, hoặc là tưới cây bằng hai cái phụ kiện này. Em có thể mua thêm cái phụ kiện này vừa dùng để phun xương vừa xịt rửa luôn. Em có thể dùng cái này để xịt rửa máy lạnh rất ok. Mình dùng cái này để chia ra, cái này là một đầu vào và hai đầu ra, còn cái này là đầu bét đa năng, em có thể chỉnh được nhá, chỉnh được cái áp của nó thành tia hoặc là tưới xòe ra để tưới, hoặc cái này dùng để xịt rửa hoặc vệ sinh. Cái này là van khóa tổng này, tất cả cái này bằng đồng hết, ok ha, hàng chất lượng dày dặn đó. Em có thể mua thêm hai cái phụ kiện này. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết. Ok, cái phần tiếp theo thì em sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết anh em đấu điện cũng như là đấu gắn nối các cái thiết bị linh kiện phun xương ở trên đây nha. Đầu tiên về điện thì em đã đấu sẵn rồi. Để tiết kiệm thời gian thì em đã đấu sẵn và cắt dây hết cho anh em rồi. Ở đây em chỉ cần hướng dẫn và anh em làm theo cái sơ đồ thôi là được. Rất là đơn giản và nhanh gọn luôn nha. Thì nếu như anh em không dùng cái gì thì anh em bỏ đi cái chi tiết đó thôi. Em sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em, chỉ cần xem và làm theo thôi là được nha. Đây là cái phích cắm điện này. Dây điện dài ngắn thì anh em tự đấu thêm ra, tùy theo cái nhu cầu cũng như là cái khung cách lắp đặt, tùy theo mỗi nhà và nhu cầu của mỗi người nha. Dây điện dài ngắn là tùy anh em thôi, có cái này em đấu mô phỏng nha. Đầu tiên là phích điện, phích cắm để cấp nguồn cho cái cục hẹn giờ wifi này. Ở đây thì nó có một cái chi tiết cần lưu ý, em sẽ zoom sẵn vào cho anh em xem. Đó là cái mạch wifi này nó sẽ có 4 chân, 2 vào và 2 ra. Thì 2 chân vào nó sẽ nằm ở chân thứ 2 vào 3 nha. Còn 2 chân ra nó sẽ nằm ở hai dây xanh này, ở hai cái vị trí 1 và 4 nha. Đó, xin nhắc lại nè, nó có 4 chân, 1, 2, 3, 4 nha. 2 dây nâu sẽ nằm ở vị trí 2 và 3 là dây nguồn điện vào 220. Còn 2 chân ở vị trí 1 và 4 là 2 dây ra điện 220 nha. Thì thông qua cái thiết bị này, mình giới thiệu lại là anh em có thể là hẹn giờ ở trên điện thoại của mình để tắt mở cái thiết bị phun xương, hẹn giờ tưới và hẹn giờ tắt theo cái nhu cầu của mình mỗi ngày. Có thể hẹn giờ ngày chẵn, ngày lẻ hoặc tất cả các ngày trong tuần, tùy anh em, bất cứ khung giờ nào nha. Mình có thể thay đổi tùy ý, và cái này nó rất là tiện và nó xài điện 220. Bộ này thì bên em đang bán lẻ là 145k một bộ nha. Còn dây điện thì anh em tự chuẩn bị. Từ hai cái dây ra này nó sẽ cấp nguồn cho cái nguồn tổ ong. Đây. Em sẽ lấy một cái này ra cho nó chi tiết này. Zoom sát vào nha. Cái chức năng của nguồn tổ ong này thì nó như sau. Nó sẽ từ điện 220 nó chuyển sang điện một chiều, là chuyện điện DC 12V. Tại vì con này là bơm, hai con này đều chạy điện là 12V ha, điện DC 12V, nó chỉ khác nhau về công suất. Thì với cái công suất nhỏ hơn thì anh em có thể dùng cái nguồn này nhá, nguồn tổ ong nhỏ hơn là 12V 5A. Còn đây là 12V 10A. Nếu anh em xài bơm đơn thì em xài 5A thôi ha. Anh em xài bơm đôi thì anh em xài lên nguồn 10A cho nó đủ công suất nha. Về cái phần đấu điện của nguồn tổ ong thì em sẽ zoom sát cho anh em xem này nha. Ở đây thì mọi người để ý nhá, nó sẽ có các cái chân như sau. Là chân số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 từ trái qua phải. Ở trên đây nó sẽ để các cái vị trí như sau.
LNAC. Dây thứ ba là dây nối đất. Các cái chân 1, chân 4, 5, 6 và 7 sẽ là hai chân V trừ, V cộng. Thì các cái chức năng dây điện của nó như sau. Với LNAC sẽ là điện vào 220 nha. Dây thứ ba anh em bỏ cho mình, là dây này là dây nối đất, bỏ nha. Dây số 4, 5, 6 và 7 thì sẽ là dây ra 12V. Cái nguồn này sẽ là nguồn hai kênh nha. Nó sẽ có hai dây ra là dây âm và hai dây ra là dây dương. Thì anh em chỉ cần lấy một dây bất kỳ ở trên đây thôi. Một chân như ở đây em đang lấy là chân số 5 và chân số 6 nhá, là một chân V trừ và một chân V cộng. Như vậy là mình sẽ được một cái nguồn 12V để cấp cho cái máy bơm. Và trước khi sang máy bơm á, thì mọi người lưu ý này. Ở đây nó sẽ có một cái van điện tử. Van điện tử nha, van điện tử nối với hai chân của 220, bởi vì van điện tử này nó xài điện 220 mà. Đúng không? Thì nó qua cái mạch nhà hẹn giờ này để nó tắt mở cái van điện tử này. Và cái van điện tử này chức năng là gì? Thì em xin giới thiệu luôn cái chức năng của van điện tử này. Có là sẽ xài điện 220. Khi có điện 220 thì nó sẽ mở ra cho nước chạy vào bơm, nước từ lọc chạy vào bơm nha. Và khi anh em tắt điện thì nó sẽ cắt cái nguồn nước ở đây. Bởi vì sao là phải dùng cái van này? Bởi vì nếu như nước máy của anh em mà áp nó mạnh ấy, thì nó sẽ đi qua bơm và nó chạy ra bét luôn. Và nó bị rỉ nước. Tại vì qua cái bơm này nó sẽ không phải là cái van đóng. Bơm này không chức năng đóng nước, nên bắt buộc anh em phải khóa nước bằng van cơ nhá. Nếu anh em không dùng cái này thì anh em phải khóa nước bằng van cơ. Nhưng mà đã sử dụng bằng cái mạch hẹn giờ wifi này, tức là anh em đã không có nhà rồi, thì mình không thể dùng tay để mình đóng van cơ được. Bắt buộc mình phải dùng điện để mình đóng nước. Thì cái van này anh em cứ tưởng tượng nó giống như cái van khóa nước của anh em thôi, nhưng mà nó dùng điện, được chưa? Rất là dễ hiểu nha. Thì ở đây hai cái chân này đấu sang bơm thì anh em sẽ câu như sau. Trước khi sang bơm thì mình sẽ phải câu sang điều tốc. Bởi vì sao mình phải dùng điều tốc? Đó là đối với con bơm đôi này này, nó sẽ chạy từ 50 tới 100 mét nha. Khi nào anh em dùng con bơm đôi này, thì khi mà anh em dùng từ có nhu cầu dùng từ 50 đến 100 mét thì anh em hãy dùng con bơm đôi này. Còn nếu như dưới từ 1 cho tới 50 mét thì anh em dùng con bơm đôi này và nguồn nhỏ cho nó tiết kiệm nha. Đó, không phải là to là tốt đâu anh em. To nó phải đúng cái nhu cầu của anh em. Anh em sử dụng nhiều thì anh em dùng to, anh em sử dụng ít thì anh em dùng nhỏ, bơm đô thôi, vừa tiết kiệm mà nó vừa hiệu quả ha. Đó. Thì khi mà anh em dùng ví dụ như là khoảng 56 hoặc là 45 hoặc 56 mét thì vẫn được. Thì anh em phải dùng qua cái điều tốc này. Thì chức năng của điều tốc này là gì? Nó sẽ điều chỉnh cái tốc độ của động cơ này nhanh hoặc chậm, thì tương ứng nó sẽ điều chỉnh luôn cái áp lực của cái bơm máy bơm này ra vòi phun. Không? Nếu mà anh em dùng có khoảng 10 mét thôi hoặc 20 mét thôi hoặc 30 mét thôi mà anh em không dùng điều tốc này thì nó sẽ chạy mạnh và cái công tắc nó sẽ tắt mở liên tục, như vậy là sẽ hại cho bơm. Bởi vậy thì ví dụ anh em xài 30 mét hoặc 20 mét chẳng hạn, hoặc là 50 mét thì mình sẽ điều chỉnh với cái tốc độ nó phù hợp với cái áp lực lên từng cái loại số mét nhất định nha. Ok, đó là chức năng chi tiết của mạch điều tốc nhá. Em hướng dẫn cho anh em dễ hiểu hơn. Quay trở lại với cái phần nối điện thì em sẽ đưa ra một cái này để cho anh em dễ hình dung hơn. Về máy bơm đôi thì nó sẽ khác máy bơm đơn ở chỗ là nó có hai dây xanh. Là gì? Tại vì nó có hai động cơ mà. Dây dương thì nó đã nối ở bên trong rồi, là hai dây nối liền với nhau rồi. Còn ở đây là hai dây xanh này, nó đấu riêng ra để cho mình dễ điều tốc và điều chỉnh cái áp suất của động cơ này hơn. Còn cái bơm đơn thì anh em thấy là nó chỉ có một dây xanh và một dây đỏ thôi. Thấy không? Thì khi mà đấu vào mạch điều tốc á, em để ý này, mạch điều tốc thì nó lại có một màu dây đỏ và một dây xanh và một dây đen, đúng không? Đó, đơn giản thôi, em sẽ hướng dẫn cho em cách đấu như sau. Mình tút hết cái đầu dây này ra trước đã nha. Cái phần tiếp theo thì để đấu thì anh em sẽ đấu dây đỏ với dây đỏ nha. Đấu dây đỏ với dây đỏ. Rồi ok. Dây xanh, mình đấu với dây xanh. Nếu bơm đơn thì chỉ có một dây xanh thôi, bơm đôi thì hai dây xanh. Anh em nối với dây xanh của điều tốc luôn nha. Đỏ của điều tốc đấu với đỏ của bơm. Sau đó thì cái này anh em chỉ cần cuốn băng keo lại thôi nha. Cái dây ba này mình bỏ ra ngoài. Nhớ nha, cái dây này tuyệt đối không được cắm vào nguồn. Cắm vào nguồn sai là nó cháy luôn nha. Nhiều anh em hay đấu nhầu đó, xem kỹ đồ hàng đấu nha. Rồi mình sẽ lấy hai dây là đỏ và đen. Rồi đỏ và đen ở đây mình sẽ câu vào chân số 5 và chân số 6 nha. Dây đỏ anh em câu vào chân số 6 và dây đen anh em câu vào chân số 5. Như vậy là được ha. Rồi đây em bỏ ra rồi cho anh em xem kỹ là cái mạch điện là được nha. Nào em thấy chưa, hai dây đỏ
Một dây đỏ của điều tốc, một dây đỏ của bơm thì đấu với chân số 6 rồi. Dây đen của điều tốc thì đấu với chân số 5. Hai dây này, ba dây này đấu với nhau, bỏ bên ngoài cuốn băng keo lại, như vậy là được nha. Và nếu anh em đấu bơm đơn thì cũng tương tự thôi. Cái nguồn 5A thì anh em lưu ý này, nguồn 5A thì nó cũng y như vậy, nó có LN, dây nối đất, dây âm và dây dương. Nó chỉ có một kênh đa thôi. Thì hai cái chân này là có 1 2 3 4 5 đúng không? Thì 1 2 sẽ là điện vào 220, dây thứ ba là dây nối đất anh em bỏ. Dây 4 là dây 5 thì dây 4 sẽ là dây âm. Còn chân số 5 sẽ là dây dương 12V. Thì em cứ đấu y như sơ đồ vậy thôi. Dây đỏ sẽ được đấu vào chân số 5 là V cộng, dây đen của điều tốc sẽ đấu vào chân số 4 của V trừ, như vậy là được nha. Ok. Đó là mình sẽ hướng dẫn cả bơm đơn và bơm đôi luôn ha. Trường hợp tiếp theo, nếu mà anh em dùng van điện tử nhỏ thì van điện tử nhỏ thì anh lưu ý này, cái ren của nó sẽ là ren 13 thôi, chân ren 13 thôi ha. Đấy, và cái đầu ống ra của nó sẽ là chuẩn ống 8. Như vậy thì mình sẽ không thể gắn ở cái ống đầu vào này được. Ống đầu vào này dùng ống 12mm nha. Nên nếu anh em dùng cái van điện tử nhỏ thì anh em phải gắn ở phía sau này để cho nó đóng nguồn nước ở phía sau này, chứ không đóng ở nguồn nước ở phía này nữa nha. Đó là như vậy thôi, nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn dây điện câu thì anh em cứ câu vào nguồn tổ ong, câu vào cái chân 220 của nguồn tổ ong chung với cái nguồn của wifi là được. Nó nằm ở sau nguồn của wifi là được, bởi vì khi cục wifi nó tắt thì nó sẽ tắt luôn nguồn tổ ong, nó tắt bơm và nó tắt luôn cái van điện tử này để nó đóng nước lại nha. Đó là toàn bộ chi tiết về cái sơ đồ đấu điện nha. Ở trên đây mình có chia sẵn dây ra cho anh em rồi. Anh em có thể nhìn kỹ lại một lần nữa cho nó dễ thấy nha. Đây là dây nguồn, hai dây nâu đấu vào hai chân 2 và 3. Dây 1 và 4 là dây xanh đấu vào hai chân số 1, 2 của nguồn tổ ong. Và chân 1, 2 của nguồn tổ ong ra luôn cái van điện tử này. Chân số 3 mình bỏ nha, chân số 4 bỏ nha, chân số 5 sẽ là dây âm của điều tốc là dây màu đen nha. Chân số 6 sẽ là hai dây của bơm và dây đỏ của điều tốc. Đó, mình vẽ lại cái sơ đồ bằng miệng một lần nữa cho anh em thấy nha. Đấy là chi tiết về sơ đồ đấu điện. Còn hai ba dây xanh này mình đấu với nhau, bỏ bên ngoài, không có nối vào nguồn và cuốn băng keo lại thôi. Đó là chi tiết về cái điện rồi ha. Còn với cái cách sử dụng của cái cục nguồn wifi này thì mình đã có riêng một cái video để hướng dẫn cho anh em về cách sử dụng của cái nguồn wifi này trên điện thoại thông minh, smartphone rồi, để điều chỉnh rồi. Anh em có thể click xuống link phía dưới phần mô tả của video để xem cái hướng dẫn bộ mạch này nha. Hoặc là anh em click vào ở trên góc thẻ tác ở trên đây có một cái đề xuất này, thì anh em sẽ xem được cái video của cái mạch này nha. Như vậy là chi tiết mình đã hướng dẫn cho anh em xong cái phần sơ đồ điện rồi. Cái phần tiếp theo là đấu nối các cái linh kiện của bơm cũng như là các cái thiết bị phụ xương ở trên đây nha. Thì đầu tiên nói về nguồn nước ý, thì mình sẽ nói đến cái nước vào. Cái nước vào là em sẽ dùng đến một cái ống như sau. Nước vào, đây là dây cấp nước vào nha. Dây cấp nước vào thì mình sẽ để riêng cho anh em một cái ống này, là ống rất là dày, ống BU nha, không phải ống mềm mềm ngoài tiệm đâu nha. Đây là ống BU chịu áp nha, nó rất là bền ha, ống trong suốt. Mình sẽ cung cấp thêm cho anh em một cái phụ kiện nữa, đó là đầu nối nhanh. Với cái đầu nối nhanh thì nó như thế này. Ở đây thì anh em sẽ nối với cái ren 21 của nước đầu nguồn. Đấy, sau đó mình cắm ở đây là xong. Càng áp lực càng cao thì nó càng thít chặt và nó không có bị xì, cam kết với anh em, bởi vì đây là cái thiết bị hơi. Khí mà nó không xì được thì nước không lấy gì xì được. Còn cách mở ra thì đơn giản thôi. Anh em chỉ cần kéo cái xanh này vào đây rồi em rút ra thôi. Này. Nha. Đấy. Thụt ra thụt vào này, thấy chưa? Đây là cái nối nhanh. Dùng cho cả phụ kiện của hơi và nước. Thấy chưa? Rồi, cái này anh em ghim vào điện ghim vào cái nước đầu nguồn có đầu ra chờ là ren trong 21 nha. Đó, vậy là được ha. Rồi. Cái phần cuối này thì mình sẽ gắn vào cái lọc ở trên đây. Cái lọc khi anh em mua về á thì căn bản em thấy là nó sẽ có hai cái đầu chờ như thế này. Nó sẽ không có cái nối nhanh ở đâu. Nối nhanh là mình cung cấp thêm cho anh em. Nó sẽ nguyên bản của nó như thế này, được chưa? Rồi, mình gắn vào đây. Trước khi gắn thì tất cả các loại ren có liên quan đến ren thì mình cần phải có một cái gọi là cao su non nha. Có cái cuộn là cao su non này để mình quấn cho nó đỡ xì nước ha. Nhớ quấn
tất cả các cao su non vào ren nhá. Rồi, như vậy mình sẽ có cả đầu vào và đầu ra ở trên cái nõi lọc này. Thì em để ý này, ở trên đây nó có đầu chữ in và chữ out. Cái này nó có mũi tên đầu vào này. Thì mình sẽ cắm vào đây. Đây là nước đầu vào nhá, mình cắm vào đây. Ok chưa? Còn đây là nước đầu ra thì nó sẽ ra ở cái đoạn này. Từ đây mình sẽ ghim vào van điện tử rồi dẫn sang bơm. Khi nào bật điện làm van điện tử nó mở nước là nước nó sẽ chảy vào bơm nha. Về nguyên tắc để nước thì anh em lưu ý này. Cái nước đầu nguồn bao giờ nó cũng phải cao hơn bơm ít nhất là 20 cm. Và ưu tiên nhá, ưu tiên anh em lưu ý là nước đầu nguồn phải tự chảy vào bơm. Hạn chế để cái bơm này cao hơn nguồn nước và bơm phải hút. Đấy không? Nó giống như kiểu anh em chạy xe mà chạy xe xuống dốc, bao giờ xe nó cũng đỡ hại hơn là chạy xe lên dốc. Đấy không? Chạy xe lên dốc là nó phải mất thêm một cái phần nữa là nó phải hút, nó chi hao cái phần công suất của động cơ để nó hút nước lên. Thì thay vì đó là nước mình sẽ cấp vào bên trong này luôn, cấp vào cho nước nó chảy vào bơm luôn thay vì nó phải hút nha. Thì để làm như vậy thì một là anh em để cái nguồn nước cao hơn bơm ít nhất là 3 đến 40 cm càng tốt, hoặc là mình dùng nước có áp lực để nó chảy từ đây vào bơm và nó đủ cái áp lực để nó tạo ra cái hiệu ứng lọc nha. Nước nó sẽ, các cái cấn lọc nó sẽ được dắt ở trong cái lõi lọc thô này, tất cả cái cấn để nó không có bị tắc bếp. Bởi vì anh em để ý này, cái đầu bếp nó rất là nhỏ nha, nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu còn hơn cái đầu kim nữa. Và khi dùng thì anh em nhớ bóc cái ly lông này ra nhá, bóc cái ly lông này ra khỏi cái lọc thì mình mới dùng được. Sau khi bóc xong thì anh em gắn vào đây là được nha. Ở đây nó là có ren cao su để nó chịu được cái áp lực nước khá tốt rồi, không có bị xì nước đâu. Anh em cứ vặn vào là được nha. Đó, vặn vừa vừa để sau này mình còn tháo ra nha. Rồi, ở cái phần van điện tử thì nó sẽ giống như thế này. Van to và van nhỏ nó đều giống nhau. Van to và van nhỏ nó đều là đầu chờ ren trong. Và mình sẽ dùng hai cái nối nhanh ren ngoài. Cái kia là nó dùng ren ngoài 21 ra ống 12. Còn cái này nó sẽ vào ren 13 và ra ống 8. Tùy anh em dùng van to, van nhỏ. Van to thì nó đắt hơn nhiều so với van nhỏ. Đấy, tùy anh em thôi. Rồi, nước sẽ mở điện thì nước sẽ đi vào bơm. Bơm thì anh em lưu ý này. Bơm nó sẽ có một cái đầu ở đây nha. Với cái này thì nó sẽ gắn vừa luôn cái đầu 12, ống 12 luôn, ống trong 12 này. Nó rất là chặt luôn nhá. Ở đây mình không có cần phải cùm quai nhê gì đâu, không cần cùm quai nhê gì, nó cũng không có xì, không có rỏ nước ra đâu được. Đâu là anh em không cần phải lo. Còn đầu ra của nó thì em để ý này. Nó có cái mũi tên nhá. Mũi tên thì đây là đầu vào và đây là đầu ra, đầu nhỏ đầu vào, còn đầu lớn là đầu ra. Đầu lớn thì mình cũng trang bị sẵn luôn cho anh em cái đầu nối đồng rồi. Cái này là mình đặt tiệm nó làm riêng cho mình nha. Cái ren nó rất khó kiếm. Rồi, nó sẽ giảm từ cái ống to ra cái ống nhỏ này. Tất cả đây chống xì thì anh em cũng phải dùng đến cao su non hết nha. Và từ đây nó ra đầu ống phun sương thôi là được. Đây, đầu ống phun sương thì em chỉ cần cắm vào đây thôi là được. Cắm vào đây thôi. Và tương tự nếu anh em muốn rút ra thì anh em ấn cái trắng này vô và rút cái ống ra nha. Như vậy thôi, ok ha. Mình sẽ ví dụ gần gần hơn cho anh em thấy đây. Cái nối nhanh này cũng tương tự đối với cái nối nhanh xanh kia. Đây, đút vào thì chỉ cần cầm và đút vào thôi là xong. Đút hết cỡ vào thôi là được ha. Còn khi mở ra thì mình kéo cái xanh này vô, trắng này vô và đút ra thôi, đút ống ra thôi. Đó, như vậy thôi là ok nha. Còn cách lắp bếp thì nó như sau. Bếp thì anh em lưu ý này, bếp thì nó sẽ có hai phần nha. Như cái này gọi là đầu bếp, đầu bếp đây, và đế bếp. Đế bếp nó cũng thuộc dạng nối nhanh rồi nha. Thì cái cách nối bếp thì nó rất là đơn giản thôi. Nó sẽ chia nó hai phần, rời ra như vậy. Khi cái bếp này tắc hoặc hư anh em vứt đi thay. Còn cái đế này thì nó cũng rất là lâu hư, bởi vì nó bằng đồng, em thấy chưa? Hai cái này nó để rất là lâu hư. Nếu cái này bị tắc thì anh em mở cái này ra, nhớ mở cẩn thận, nó bên trong có lò xo nó bay mất đấy nha. Mở ra để vệ sinh, mình lấy kim đồ mình vệ sinh đi. Đấy, lâu ngày thì nó sẽ có cặn nhỏ hoặc là bụi gì đấy. Nó tắc bếp thì anh em vệ sinh đi, hoặc là mình thay cái đầu này chỉ có mấy nghìn đồng thôi. Cách nối bếp thì như sau. Anh em sẽ nối thẳng vào như thế này, y như nối nhanh thôi. À, hai đầu, nó sẽ có hai đầu. Đó, đầu này mình lại nối tiếp như vậy. Đó, mình nối như vậy. Sau đó thì mình sẽ nối vào bơm. Như vậy là từ bơm nó sẽ ra bếp thôi. Và tiếp tục mình sẽ thử làm trên bếp thứ hai cho anh em nha. Bếp số 2 thì nó sẽ gắn dễ thôi.
Đấy, đàn bà phụ nữ gì mình cũng gắn được nha. Ok. Đó, như vậy là gắn được này. Còn đến cái bếp thứ 4, thứ 5, thứ 6 và đến thứ N thì nó cũng như thế. Nhưng mà chỗ này thì em lưu ý là cái bếp cuối cùng á, nó sẽ là cái dạng bếp đặc biệt. Cái bếp cuối cùng bao giờ nó cũng thuộc dạng cái bếp đặc biệt đó, anh em thấy chưa? Nó chỉ có một đầu vào thôi và một đầu cuối thôi. Thì cái bếp này nó sẽ ra cuối cùng nên nó sẽ có dạng như vậy nha. Bao giờ anh em mua bếp thì anh em phải mua thêm một cái bếp cuối. Không thôi thì nước nó cứ vậy nó chảy tổ ra đây, đúng không? Này, anh em nhìn đi. Nước từ đầu này nó sang đầu kia, thế bởi vậy cái bếp cuối sẽ là cái bếp nó ngăn cái dòng nước lại không cho chảy nữa. Từ cái bếp cuối là coi như xong rồi. Còn ống dài và bếp bao nhiêu là tùy do cái diện tích của mỗi người và cái nhu cầu làm việc của mỗi người thôi. Thì cái này thì ống dài hay ống ngắn, bếp nhiều hay bếp ít, bơm to hay bơm nhỏ là tự anh em quyết định. Ở đây mình chỉ tư vấn cho anh em là gì, với những cái bộ combo từ 1 bếp cho tới 50 bếp, anh em nên dùng cái bơm đơn nha. Bơm đơn như thế này giá nó rẻ hơn, giá thành nó cũng rẻ hơn nhiều, và anh em cũng giảm được cái chi phí nguồn nha. Nguồn này là nguồn 12V 5A thôi. Còn nếu anh em dùng bơm đôi là khi nào mình dùng khoảng 50 bếp cho tới 100 bếp thì mình sẽ dùng cái bơm đôi này. À, bơm đôi. Đó, và khi mà mình dùng bơm đôi thì mình phải dùng cái nguồn lớn hơn. Đấy, giống như anh em đi xe máy phân khối lớn á, thì ăn xăng bao giờ cũng nhiều hơn. Đây thì phải dùng con to hơn thì tiền nó sẽ cao hơn. Và tương tự với van điện từ cũng vậy. Cái lớn nó sẽ tiện hơn, nó ngắt ở đầu nguồn, còn thằng này ngắt ở cuối nguồn nha. Đó, như vậy. Ngắt ở ngay sau đầu ra của bơm này, em thấy chưa? Ngắt ngay sau đầu ra của bơm luôn. Đó, nó nằm ở đây nha. Thay vì anh em thay cái bếp này vô thì anh em thay cái chỗ này vô là van điện từ là được. Đó, cái đó mình nhấn mạnh lại là xong. Còn nếu như em có nhu cầu muốn chia ra thêm ống hoặc là chia ra thêm đường, nhiều anh em là cái này nó nhà mình có thêm 2 đường hoặc 3 đường nữa, nó rẻ nhánh ra, thì anh em mua thêm những cái Y này hoặc những cái T, nó có cái dạng T như thế này này để nó chia ra nha. Đây là ví dụ ở đây thì mình sẽ, đây là đầu vào, thấy không? Còn đây là đầu ra. Đó, ở chỗ này thì mình lại đấu được thêm một cái ống nữa. Ví dụ mình đấu thêm cái ống xanh này vô đây, mình đấu thêm ống xanh này vào đây. Đó, còn cái đầu cuối này ở đây ha, thì mình sẽ dùng cái này để tưới hoặc xịt rửa, tưới xịt rửa hoặc vệ sinh máy lại. Đấy, thấy không nha. Cái này khi nào mình dùng thì mình mới mở ra, thấy chưa? Mở ra. Đó, đó là chi tiết tất cả các vấn đề liên quan đến linh kiện phun xương, tưới bếp. Anh em làm cái gì anh em cũng đấu theo cái sơ đồ này hết là được nha. Rất là chi tiết rồi. Còn anh em nào có thắc mắc thì anh em cứ inbox mình, không hiểu chỗ nào thì inbox mình hướng dẫn lại cho anh em chi tiết nha. Về tất cả cái chi tiết của linh kiện trong cái video ngày hôm nay thì mình đều có bán sỉ, bán lẻ, bán theo bộ cho anh em mua về tự lắp nha. Bởi vì cái này là mỗi người phải tự lắp riêng ha. Rồi, tất cả các sản phẩm trên đây nó đều có hết. Rồi, mình có úp đường link sản phẩm phía dưới phần mô tả. Và anh em có thể lên Shopee để đặt hàng qua Shopee nếu anh em gọi điện không được. Còn chi tiết đặt hàng thì em có thể liên hệ trực tiếp, hai số điện thoại mình để trên góc và trái của màn hình nha. Rồi, xin cảm ơn anh em. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích thì anh em đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Nếu anh em nào yêu quý Phong DIY và lần đầu xem kênh, đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY nha anh em. Ok, xin cảm ơn. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em.